nó mua một vé mà có lấy cái tivi đưa người ta không? Mấy vé kệ người ta chứ, miễn ta chút thì thôi chứ còn tỉnh hay không có vé. Vẫn là dòng loại, 1004, dạ 47, 37, 23, dòng 16 đúng không chị? Mấy má ơi, người ta là người ta dò, người ta không có chuyên nghiệp. Em dò từ từ thôi, mày làm gì vậy? Dòng này 2, 3, 1 cái tivi mấy triệu bạc mới có trời gì đâu. Giờ kêu người ta lên để mắc cười mà. Mày để cho người ta dò đi, mày chửi người ta hoài vậy. Mày dò mà phải nói vậy rõ từ từ. Mày có muốn đánh người ta kêu mày đi bắt vé thì làm sao mày tui quốc chứ quốc người ta nào quý mẹ à. Mày mày em hết đây. Mấy thằng bay nha. Ở đây ai thằng mà nói? Chết rồi. Chị ơi nó lây hôi nách. Chồng cái con này nó thàn hoài luôn á chăng. Chồng 47 như kia qua. Có 1 37 được. Có 2 23 có 3 16 1 Chồng chúc mừng đây với qua dạ. Rồi tiếp tục. Vẫn là 47 37 23 và 16. Đây đó nè. Kêu người ta mời người ta lên đây thì cho người ta kêu một cái. Cho người ta góp tiếng Anh tiếng nói đi. Mẹ ơi có 2 mọi người được tặng hai cái vé 20.000 của đoàn cho mình ít ỏi gì đâu. Cho người ta góp một tiếng nói đi. Nó nghe là cái gì tôi kêu con này về kêu lô tô chứ giống như bà nội tôi sống vậy đấy. Mày ăn lương rồi ăn lương hát hay ăn lương chửi tao vậy? Chửi bà mới có lương đó. Chửi bà khán giả chỗ tay cho tôi có lương mà. Chỗ tay thì em nói vậy bởi vì bữa nay bữa trình diễn cuối cùng của Dương Thanh Vàng. Bà nói 8.000 lần cái câu này rồi bà chưa thấy chửi bà ai trong đoàn này. Không chữ lộn về mày nữa tao nghĩ. 47 giờ qua, 47 giờ qua. Đủ, trời thấy chưa? Nó đủ rồi đó, nó đủ rồi. Tại bà không có tiếng nói thôi chứ tập. Dạ, y chang. Y chang là chang là sao? Cái chang nó chào bà hả má? Thấy nó nghe nè mẹ, dưới thiếu người bán vé mà mẹ mẹ chạy xuống mẹ bán vé giùm con đi đừng sửa lưng con nữa. Trời ơi, quá trời rồi, thằng đậm quá rồi. Dạy xin cảm ơn. Nãy giờ mới có 3 người mà sao làm chủ nhân? Bà làm biến chưa? Bà ấy bà ăn. Ê! Bà bán vậy người ta bà lấy 2 cái người đây cho mấy mà tự nhiên dò 3 người nó 5 người vô má. Dạ chị. Làm nghề có tâm đi. Cô đặt cái tâm vô đi. 47 chục chưa qua. 47 chục chưa qua. Câu 1 37 23 16 dòng yeah. Loại 96 hộp này chúc mừng em nha. Rồi rồi chị chị đã cảm giùm em nha, em giờ xong hết rồi. Ủa giờ sao thì phát quà cho ta đi giùm tôi làm gì? À không phát quà đi mũi tao lại đi mũi. Ủa mắc gì thua tôi? Ủa tôi lính à, tôi đi giùm đoàn bà chủ đoàn mà sao bấm miếng quyền lực nào vậy? Ủa nãy giờ em là lính đó hả? Ừ tôi lính đó đoàn. Tưởng là em là bà nội chị không đó. Xin lỗi nha mấy quốc phòng đó. Kính thưa quý vị, và để công bằng nhất cho tất cả quý vị khán giả thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến tới lập cầu và quay banh xem ai có cái số banh lớn hơn thì người đã nhận chiếc tivi quý vị nha. Chồng này rất là hùng hợp bởi vì xin xếp nhau có một nút hay cũng rất đại quý vị nha. Rồi xin mời em. Rồi em mời chị hên xui nha quý vị ơi, hên xui nha. Đó quay điên cuồng vô đó. Rồi anh vô đi anh, trời ơi ổng ước gì bóc được số 58 chị, hai người kia còn 59-60 cho nó chết rồi. Rồi vô đi. Dạ rồi em trai vô đi. Trời ơi còn trao đổi với nhau nữa. Số mấy? 58 31 45 30 yeah 60 đi. 14 trời. Bà là chủ đoàn mà bà ác đó. Người ta 58 người ta nhìn giải đi mà mong 60. Nó mong 60 làm cái gì? Chúc mừng chị nha, kệ nó đi. Con nó khùng nó đừng chắc nó. Chị đến từ đâu tên gì vậy? Dạ em đến từ Đồng Nai tỉnh Hà. Từ Đồng Nai xuống đây. Dạ chị xuống đây được mấy lần rồi? Con nghe xem con thử mấy lần. Dạ lần đầu tiên. Lần đầu tiên chị mua bao nhiêu vé? Nãy giờ là mua 3 vé. Ê, ta nói mua một vé bà có lấy cái tivi đưa cho người ta không? Mấy vé kệ người ta chứ, miễn ta chút thì thôi chứ còn tỉnh hay không có vé. Chị thấy mày. Thằng mua lúc của. À trong này là chị mua mấy vé? Trong này mua. Ê thổi hoài vậy. Đã người ta nó mua mấy vé kệ người ta, miễn người ta chút thì mình tha cháu. Thôi cái gì đây mẹ, tao đi. Cái bà rõ ràng cái câu hỏi bà vô lý không? Trao bà đi tao nhìn cô này đi, bữa nay áo tay của tao rồi. Nó nhìn tôi câu nói sao thấy bà là
hầu chiếu đó. Hả? Rồi, bán hết chưa? Bán chưa hết được điểm biến nữa má, bán tiếp đi. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sự xuất hiện của một nghệ sĩ mà quý vị đang chờ đó quý vị nha. Nghệ sĩ Hoàng Hải đã chuẩn bị rất là sẵn sàng, một hai vòng loại nữa thôi thì Hoàng Hải sẽ bước ra sân khấu.